Là vô tứ kết rồi, ngày hôm nay vô tứ kết rồi, rất là vui, đang chuẩn bị tinh thần để chiến đấu, vui, cố gắng vui, tại vì áp lực hồi hộp quá. Nói chung là chị cảm thấy là hên á. Hên gì? Có mình thông minh nha. À hay, hay, thật sự là rất hay. Hôm nay là... Hôm nay đồ hơi tối nha. Chắc mày sao? Mà hôm nay cái đầm nó hơi bị... nó bèo thôi. Chuyện sao đâu vậy, chị mắc hơn tổng thể của em là được rồi. Áo thì đen, quần thì bèo, ngày mai chắc vừa đen mà vừa bèo nhèo quá. Vui quá. Chơi thua cho anh ta thấy mình hay. Đúng rồi, ngày mai tứ kết rồi, ngày nay quà tặng là cái lo rất là bự luôn. Dạ. Mình phải dắt cái lo về phá nhạc, phá lạc, phá sớm nữa. Cố gắng chơi rồi. Cố gắng chơi rồi. Chứ không có style sửa xe như vậy. Đã cái cổ ngắn rồi, mặc áo cổ lọ rồi khoác thêm cái này cho nóng. Ờ, không biết ai. Còn hôi cái cọc. Wow. Mà đang là mùa đông không lạnh, tao phải quay Đà Lạt gì. Em là Gucci Gang. Cái gì? Gucci Gang. Còn ta là gì Gang? Này nhiêu tiền à? Này đeo thiệt hay giả? Ờ, cái này Nguyễn Trãi quận 5. À, 106. Không, 107 lận. 107 lận. Còn anh là sao à? Sao? Người vợ giấu mình trong tim hả? Sao bây đeo hộp xoàn nữa? Ra tem bị ngứa, cái đồ bị đa ngứa không chết. Ủa em thấy cái gì phải định bình thường, ai động cũng được trời. Em thấy cam sành lọc vỏ còn chua muốn ăn cam ngọt được ăn cam sành. Cam sành lọc vỏ còn chua muốn ăn cam ngọt được ăn cam sành. Vậy thôi. Thôi em không ra. Đây rồi. Em không thuộc. Không, không phải đó em không thuộc thiệt. Sao vậy mà sao đọc được thuộc hay vậy? Tại vì quay phim là em cầm cái điện thoại em ngó cái lời em mới nhớ. Em cầm cái điện thoại em ngó cái lời em mới nhớ. Em cầm cái điện thoại em ngó cái lời em mới nhớ. Kém trí. Em kém trí. À thì ra là một loài kém trí. Một loài kém trí. Vậy thì có gì đâu mà hay. Người đẹp không gấp chết. Nó đẹp quá gì, nó đẹp không gấp chết luôn. Em mới làng chài về. Chiếc thuyền ngoài xa. Cái này là chiếc thuyền ngoài xa. Lột áo em ra vậy. Quá trời. Chị coi bên trong có cái gì không? Không không. À, không. Bộ xương. Bộ xương. Bây giờ vui đi em. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Này vui rồi. Ủa nhưng mà tại sao hôm nay mình bị cúp điện anh không có máy lạnh hả? À? Không có em, tại vì chương trình tiết kiệm. Tiết kiệm. Đúng rồi. Tại vì trả tiền cho anh hết rồi. Vậy rồi, anh em tiền gian. Lấy xe cao quá bên đây kiếp. Anh rồi, bên đây là anh không hề lấy cái xe rồi. À, tại cái đợt trước anh hứa gì? Mua trà sữa. Anh không mà, mua. Mà anh đâu thắng đâu. Mới mua chứ. Thắng cái gì? Thắng dọc cuối. Đủ rồi. Thiếu mấy câu? Mình thiếu mấy câu? Một người nha. Một người. Quẩy không ai chơi không Yến? Lại chơi nè chị. Lại chơi nè. Mấy đứa mà nhìn anh không muốn chơi chung nè. Ở trong lớp mấy đứa mà nó cá biệt á. Mấy đứa mà nó xấu xấu mà chơi á. Ủa cái tai nghe mùi bánh niêm nha. Hửi không? Hửi không? Có nghe mùi bánh niêm. Dương Lâm ghiền hửi tai Hoàng Yến. Tại sao mà siêu mẫu mà cứ đi game show hoài đây? Game show này nó diễn viên người ta mà cứ siêu mẫu mà qua đây hoài. Thì ra cái đôi bàn tay, cái đôi bàn chân dài, cái đôi bàn chân dài với cái đôi bàn tay là cái mẹ này. Bước qua cái mất như luôn. Trời ơi, chị lọc vô đâu mà mất? Lọc mất luôn. Lọc vô đâu? Lọc vô đâu? Cái hẻm. Hẻm luôn. Ngã ba dầu dây. Xin cá biệt nè. Cái đường hay được da da đồ á, xong rồi kiểu trốn học đi chơi á mọi người. Nóng á, nóng cái cọc. Học sinh đánh bèo nè. Đánh bèo nhưng mà phối hợp hơi lạ, màu hồng với màu đen rồi đó. Trời ơi, đau cái gì vậy? Cô giáo. Đây là tưởng mình đang mẫu giáo. Tưởng mình đang mẫu giáo. Nguyễn mình đang ở lớp mầm lớp lá gì đó. Còn kia là học sinh gì vậy cô giáo? Ok, học sinh đẹp trai thì vô này đó. Đây là giáo viên nha. Cái này thầy giáp thị. Giám thị nha. Nãy giờ mà mặc ít đi. Không, mọi người có thấy là nãy giờ đi vòng vòng không? Có giám thị là hay vậy nè. Ê, ồn nha. Em mang bánh tráng không lớp nha. Em thầy hại cho tịch thu nha. Đó, giám thị. Giám thị là vậy. Xăm mình nha. Bị hông, bị mệt mỏi. À mệt mỏi, dán xà lông bát à. Đây nãy giờ đứng một bên giận tím người vì không ai mời vô. Đó giám thị tím người nha. Hôm nay mỗi người một màu, không ai chung concept hết nha. Loạn lạc nha. Cái đồ này sida phải không? Cái đồ đồng đồng mà. Cái đồ mà nó từ gì nè. Không. Là giải nhung phải không? Đúng à. Nhung với len nè. Trợ lý á. Em ấm không? Ê Lâm, chị nói nghe nè. Đúng rồi. Nhưng mà gió đều ở đây nha em.
gió luồn tay luồn lên. Nóng quá à, bật máy lạnh đi. Không có máy lạnh rồi, tại vì em quá nóng đó. Ủa, mặt dạ. Mát mát rồi mà. Ủa mặc áo hả? Mát mát rồi, tại vì em quá nóng đó. Vô kẹt áo đi. Hiền lành chất phát, tính tình bao dung, sống tình cảm người yêu tin đồn tên Quang Trung. Quang Trung vào lòng của Phi Nhung. Gặp nhau để đưa danh vọng ghê quá. Là sao? Chiêu gặp nhau để gây chú ý của truyền thông. Chiêu trò gặp nhau. Thì anh làm thử đi. Anh gặp ai? Trúc Bạch Long. Ghen quá rồi. Ý là chú Bạch Long dễ thương mà. Ý là mình đi cặp đôi bạn bè. Thôi. Tiểu bất nha. Ủa sao mày hú vậy? Ủa gì hả? Sao? Rồi dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm, không dễ đâu. Nhưng mà cũng vui lắm, được 20 triệu nha quý vị nha. Thì em dùng 20 triệu để em mua tất cả là 150 ly trà sữa cho mọi người. Là em hết tiền rồi. Ủa anh không mua gì cho chị Bình Quỳnh đó hả? Không, anh đó hả? Tại vì đây tiền của thiên hạ, tiền của bá tánh. Mình phải chia nhau, chứ mình ăn cục không được. Cho nên mình phải chia sẻ với khán giả cũng như là ekip. Không, đó là hên đó chứ mấy ông Minh. Hên chơi ST một người đàng hoàng quá. Một người mà chỉnh chu đàng hoàng quá. Cho nên cái câu trả lời của anh cũng rất là đàng hoàng. Ủa là em biết em nói là em không đàng hoàng. Không, em biết em nói là em chờ búa. Em chỉ nghĩ bình thường thôi, đúng không? Không, là vô tình cái đáp án này là chúng đó, đúng không? Wow. Lâm được 20 câu đó nay bị dịu vừa Lâm vừa trả lời 20 câu là cúp điện luôn quý vị. Đúng rồi, giờ đáng lẽ là về rồi đó. Mà giờ cúp điện phải chờ nữa gì. Thiệt sự luôn. Phẫn nộ, có sự phẫn nộ. Ông trời, tại sao ngày nay lại thông minh như vậy? Mình giữ nguyên mũi lắm mà. Thì đó, em cũng dùng số tiền đó. Em mời mọi người hết rồi, chứ em có ăn đồng bạc nào đâu. Không, mèo là đi Phú Quốc mai. Hai chị em đi Phú Quốc riêng. Để em sẽ mời mèo ăn hải sản, ăn ốc dồi dồi. Trời ơi, em có gì á. Yen thì đi làm kiếm tiền về nuôi con cho nên mới ăn. Nhỏ này xạo gì, nó có cho bằng bạc nữa vậy. Nhỏ này, bé này. Giàu lắm quý vị, thật sự luôn á. Đến một lúc nào đó Lê Dương Bảo Lâm thật sự cần nó mọi người mới giúp. Ủa, cần biệt thử thứ ba của anh để đâu vậy? Như em biệt thử thứ ba của anh bữa nói đó. Thôi em xạo quá, không có. Anh mua nhà cấp 4 không, em đâu có biệt nhà. Cấp 4 rồi sửa lại thành nhà biệt thự rồi bán lời mỗi căn 3 tỷ. Bán lời mỗi căn 3 tỷ. Quá trời ơi à. Biết kinh doanh không, quá. Không, thật sự nói cái đó là đi ăn cướp nào mới có. Ở đâu có chị em vui vẻ. Rồi chị nói vậy thì có. Biên bán nhà, ví dụ nhà đơn giản 100-200 triệu là thì tỷ có. 500 thì dữ lắm, không có vụ mà 3 tỷ. Lê Dương Bảo Lâm chơi hôm nay rất là xuất sắc nha. Cảm ơn là hơi su cà na. Nhưng mà thật sự mấy câu nó thiệt nó lu bu quá. Thì từ đó như chị su cà na. Không nghe bữa hôm nó trả lời. Nhờ chị nhận su cà na nó có điện đó. Su cà na có điện đó. Chào mọi người, thì Lâm mới được hai cái lo nha chị nha. Chị Như một cái và Lâm một cái. Nhưng mà chị Như xe không có đủ chỗ cho nên hai cái lo này thuộc về Lâm. Cảm ơn chị Như. Chị chơi cho vui thôi, như quá điều kiện giòn cho nên chưa cho em hết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ ủng hộ chương trình nhanh như chớp nha. Ngày hôm nay quà rất là hấp dẫn. 1, 2, 3. Úi tội, bà trái của em luôn. Giờ live stream em sẽ phá làng phá sớm gì nha. Mình cái âm thanh rất là chất lượng với nhau gì nha. Em slide đúng 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng nha mọi người nha. Em rất là thích, cảm ơn mọi người rất là nhiều.